những phong cách sống hiện đại có thể mang đến những cái giá phải trả cho cơ thể của chúng ta. Thực tế cho thấy chỉ một trong mỗi 8 người có sức khỏe chuyển hóa khỏe mạnh. Hãy sẵn sàng cho một sự dịch chuyển hóa sinh trong cơ thể sang chế độ khỏe mạnh hơn. Thông qua một công thức đột phá rất độc đáo, vượt xa những giới hạn trong tâm trí của chúng ta. New Skin. Hello and welcome. Xin chào buổi sáng tất cả các bạn. Tôi là tiến sĩ Mark Bartlett và là phó chủ tịch nghiên cứu của New Skin toàn cầu. Ngày hôm nay tôi rất phấn khích chia sẻ với tất cả các bạn về khoa học anthocyanin và khoa học chuyển hóa khỏe mạnh. Có thể bạn chưa bao giờ nghe về từ anthocyanin và bạn có thể ngạc nhiên rằng tôi đang nói về gì khi mà nói về anthocyanin, khi mà nói về sức khỏe chuyển hóa, đúng không nào? Có một số cái khái niệm đơn giản ở đây. Chúng ta bắt đầu bằng cái sức khỏe chuyển hóa. Một số các bạn biết tôi thì sẽ biết rằng tôi đã chuyên ngành về hóa sinh. Nói cách khác, đó là nghiên cứu về hóa học, về các hệ thống sinh học. Tôi yêu thích cái lĩnh vực này và không có gì có thể liên quan đến sức khỏe của con người, đúng không nào? Một cách đơn giản nhất là sức khỏe trao đổi chất, là về hóa sinh. Đó chính là toàn bộ các phản ứng sinh hóa đang diễn ra bên trong cơ thể của chúng ta ngay lúc này. Nếu bạn có được sức khỏe trao đổi chất tốt, có nghĩa là bạn có những phản ứng hóa sinh của cơ thể nằm trong phạm vi hoạt động bình thường và lành mạnh. Có những loại dấu hiệu hoặc những chỉ số nào mà có thể cho bạn biết rằng bạn đang khỏe mạnh về mặt trao đổi chất? Tôi nghĩ rằng bạn đã có một vài quen thuộc với một số chỉ số như là huyết áp, đường huyết trong máu, độ nhảy insulin, cholesterol, lượng triglycerides, lượng dầu. Một cái hệ trao đổi chất khỏe mạnh sẽ tác động đến nhiều mặt của sức khỏe và thể chất của chúng ta, như là bao gồm cả hệ vi sinh, sức khỏe đường ruột, các nội tạng quan trọng như là gan và tim, cũng như những phản ứng viêm và phản ứng miễn dịch và chuyển hóa trong cơ thể của chúng ta. Tôi nghĩ rằng thì bạn bắt đầu đã hiểu rằng sức khỏe trao đổi chất khỏe mạnh là rất quan trọng. Vì vậy, bạn chỉ cần nhớ có một cái thuật ngữ nói về sức khỏe trao đổi chất là hóa học cơ thể hoặc là hóa sinh. Tất cả những thuật ngữ này đều đồng nghĩa và chúng đại diện cho một cái điều gì đó cực kỳ quan trọng. Sức khỏe trao đổi chất, hoặc còn gọi là hóa học cơ thể hoặc là sinh hóa, nó ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và cách mà cơ thể chúng ta vận hành. Bây giờ thì bạn có thể tự hỏi, tôi có khỏe mạnh mà trao đổi chất hay không? Thật là không may thì hầu hết chúng ta không có sức khỏe trao đổi chất tốt. Thực tế cho thấy rằng là một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng cứ 8 người thì chỉ có 1 người có sức khỏe trao đổi chất tối ưu. Điều đó có nghĩa là 88% trong tất cả chúng ta không có sức khỏe trao đổi chất tối ưu. Và đây không chỉ là vấn đề ở Hoa Kỳ, nơi mà tôi đang sống, bởi vì đây là cái vấn nạn trên toàn cầu, là một cái tỷ lệ quan tâm trao đổi chất rất cao trên thế giới. Một cái nghiên cứu ước tính rằng là hơn 1 tỷ người hiện nay trên toàn cầu đang gặp vấn đề về trao đổi chất. Vì vậy thì chúng ta cần phải làm một điều gì đó, đúng không nào? Chúng ta hãy tìm hiểu sâu hơn một chút, xem điều gì đang xảy ra, đang gây ra cái mối lo ngại này và xem chúng ta có thể làm được gì. Sức khỏe trao đổi chất của chúng ta, đó là một cái dãy phổ rộng và nó có một số những cái lựa chọn lối sống, nó góp phần vào vị trí mà chúng ta đang rơi vào cái phổ này. Ở một cái đầu của dãy tích cực của cái dãy phổ này là bao gồm như là tập thể dục, sống năng động, ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, cái cân nặng hợp lý, ngủ ngon giấc và ăn nhiều loại trái cây và rau quả, và đặc biệt những loại có màu sắc. Ở một cái đầu tích cực đối nghịch của cái dãy phổ này thì bao gồm những cái lựa chọn như là chúng ta đang liên tục đối mặt với lại căng thẳng cực độ, thì liệu chúng ta hoặc là chúng ta đang hút thuốc, thì không ai cho chúng ta là hoàn hảo cả, nhưng mà chúng ta có thể đưa ra những lựa chọn về lối sống để giúp chúng ta có thể chuyển sang cái hướng trao đổi chất lành mạnh hơn, và tất cả các yếu tố thường nằm trong tầm kiểm soát của tất cả chúng ta cả. Và nếu chúng ta có thói quen kết hợp những cái lối sống lành mạnh này vào lối cuộc sống của mình, điều đó nghĩa là chúng ta có thể có được trao đổi chất khỏe mạnh tốt hơn. Và nếu chúng ta có sức khỏe trao đổi chất tốt, thì chúng ta có thể có khả năng phản ứng tốt hơn với những cái lựa chọn lối sống tiêu cực hơn. Ở đây tôi muốn nói ví dụ là về một cái ví dụ về đường huyết. Đây là một cái ví dụ điển hình cho bạn nhìn thấy. Nếu mà ai ăn thực phẩm có nhiều đường và bạn có thể nhìn thấy là họ hấp thụ máu và kích cả insulin để đưa nó vào tế bào. Nhưng mà khi một người khỏe mạnh về mặt trao đổi chất thì phản ứng đường huyết bình thường sẽ trông giống như cái đường mà bạn nhìn thấy trên biểu đồ, là nó có một cái động nhỏ nhưng mà nhanh chóng trở lại ban đầu. Và nhưng mà nếu nó không hề khỏe mạnh về mặt trao đổi chất và nếu họ liên tục đưa ra những lựa chọn lối sống kém, thì phản ứng của họ sẽ giống như cái đường màu đỏ trên biểu đồ. Nghĩa là sao ạ?
là họ có khả năng, họ cần tôn phí mất thời gian nhiều hơn để mà đưa về đường huyết trở về trạng thái bình thường. Và gần như không thể. Điều này có nghĩa rằng là một người có trao đổi chất khỏe mạnh thì họ có khả năng trao đổi chất linh hoạt hơn, có khả năng phục hồi trao đổi chất tốt hơn. Vì vậy, sức khỏe trao đổi chất tốt có tác dụng bảo vệ khỏi những cái lựa chọn thường xuyên. Hay nói cách khác là chúng ta có thể có một hệ thống trao đổi chất kiên cường hơn và đôi khi chúng ta có khả năng hồi phục tốt hơn bởi những cái lựa chọn không lành mạnh thường xuyên. Và nói về sức khỏe trao đổi chất, ở đây tôi có một vài cái chia sẻ với tất cả các bạn về những cái sự hiểu biết sai lầm. Khi mà chúng ta thon gọn thì không có nghĩa rằng là chúng ta có một sức khỏe trao đổi chất lành mạnh đâu. Chúng ta có một cái khả năng trao đổi chất mạnh không có nghĩa là trao đổi chất tốt. Vì vậy, ở cái tiếp cận của New Skin là nhằm giúp chúng ta tiến đến cái sức khỏe trao đổi chất thay vì chỉ tập trung vào những cái dấu hiệu và những cái triệu chứng. Và bằng cách là chúng ta tập trung vào các cái nguồn gốc thật sự thì chúng ta có thể hỗ trợ sức khỏe trao đổi chất của mình tốt hơn. Bây giờ, khi mà nói về cái thuật ngữ khoa học Anthocyanin thì chúng tôi đã làm việc trong 7 năm qua. Và chúng tôi rất vui mừng để chia sẻ với các bạn về cái nghiên cứu này. Và chúng tôi đã đang nhắm mục tiêu vào cái nguồn sức khỏe trao đổi chất này thông qua việc pha trộn những cái công thức độc đáo của các thành phần mạnh mẽ nhất từ thiên nhiên được gọi là anthocyanin. Và anthocyanin chịu trách nhiệm cho tạo ra cái sắc tố màu xanh tím và đôi khi là màu đỏ rực rỡ trong một số loại trái cây, một số loại rau củ, bao gồm những loại thực phẩm như là quả chua đen, quả cơm cháy, quả việt quất đen, hoặc là quả nhãn việt quất hoặc là bắp cải tím. Thì chúng tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những loại siêu thực phẩm này cách đây vài năm và nhận thấy rằng là càng ngày càng có nhiều cái chứng cứ về khoa học và thấy rằng là nó có tác động mạnh mẽ đến sức khỏe của vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Vì vậy, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu lâm sàng trên người của riêng chúng tôi và chúng tôi đã cho một nhóm người khỏe mạnh họ ăn một cái lượng anthocyanin hiệu quả và chúng tôi đang tìm kiếm những tác động tích cực đến sức khỏe đường tiêu hóa của họ. Thông thường thì chúng tôi sẽ nghiên cứu trên con người, chúng tôi sẽ xem xét các dấu hiệu về sức khỏe khác để đảm bảo rằng các thành phần này hoàn toàn an toàn. Và chúng tôi xem xét những cái dấu hiệu sức khỏe này là gì? Không ai khác, chính là những người bạn cũ của chúng ta, những người có những cái chỉ số đánh dấu sức khỏe trao đổi chất khỏe mạnh. Và nghiên cứu đã quay trở lại và chúng tôi rất vui mừng vì tác động đến sức khỏe đường ruột trông thật tuyệt vời. Và cái kết quả thật sự là vượt ngoài sự mong đợi đấy các bạn. Và chúng tôi thực hiện nghiên cứu sâu hơn nữa. Và thật sự, cái kết quả thực sự rất là vĩ đại ở đây. Nó có thể cải thiện về sức khỏe chuyển hóa của chúng ta. Và sau đó chúng tôi sẽ tập trung cái định hướng của chúng tôi để đi sâu hơn về cái hợp chất thiên nhiên này. Và chúng tôi sẽ sâu hơn nữa. Có một lý do ở đây mà chúng tôi đang nhìn thấy cái bằng chứng về tác động của anthocyanin. Đó là về cái hàm lượng bên trong. Các nhà dinh dưỡng học trên thế giới đều khuyên rằng mọi người nên ăn những loại trái cây và rau củ. Nhưng mà liệu chúng ta có ăn đủ những loại thực phẩm một tiếng này không? Mọi người chúng ta không chỉ là nhận được nhiều anthocyanin thông qua chế độ ăn uống thông thường đâu. Và trên thực tế thì anthocyanin, cái hàm lượng trung bình mỗi ngày trên toàn cầu thì chỉ dưới 25mg mà thôi. Bạn có thể tưởng tượng không ạ? Trong khi nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng lợi ích sức khỏe của anthocyanin có liên quan đến cái liều lượng hợp lý là cần phải 215mg. Một cách rõ ràng ở đây là hầu hết mọi người chúng ta không ăn đủ cái hàm lượng cực tiết mỗi ngày. Và chúng tôi cũng tham khảo những cái nghiên cứu của những đối tác thứ ba về anthocyanin. Và chúng tôi cũng tìm ra sự tác động lên nhiều của loại mô khác nhau trên khắp các cơ thể. Thì anthocyanin còn tác động lên toàn bộ các hệ hóa sinh chúng ta về mô mỡ, về mô cơ bắp, về tuyến tụy, về gan và một số nội tạng khác. Ví dụ, anthocyanin sẽ làm tăng cái khả năng mà chúng ta tăng cái khả năng độ nhạy của insulin trong cái mô mỡ. Điều đó nghĩa rằng làm giảm được cái áp lực oxy hóa gây ra bởi cái mô mỡ tích lũy trong lipid của chúng ta. Và nó cũng có thể làm tăng cái lượng hấp thụ đường huyết và làm giảm cái lượng chuyển hóa của carbohydrate trong hệ của chúng ta trong mô cơ bắp, làm giảm cái lượng đường huyết trong tuyến tụy của chúng ta. Tất cả những ví dụ đó rất là tuyệt vời. Và thật là thú vị là sao ạ? Chúng ta nhìn vào những cái chỉ số khác và chúng ta nhìn thấy cái sự tác động của các phong cách sống vào cái sức khỏe chuyển hóa. Tôi thấy những cái kết quả tương tự như vậy. Cũng trên cùng những loại mô tương tự như vậy khi họ dùng công thức anthocyanin độc đáo này của chúng tôi. Và cái biểu đồ nhiệt này cho chúng ta nhìn thấy cái việc trao đổi chất và cái tác động sinh học của một lựa chọn lối sống lành mạnh với mặt trao đổi chất. Ví dụ ở đây tôi lấy một ví dụ đó là bài luyện tập về thể dục.
Ở đây các bạn nhìn trên cái biểu đồ Việt này, thì bạn nhìn thấy một chế độ ăn giàu anthocyanin ở một số loại thích hợp, đúng liều lượng, kết hợp với lối sống lành mạnh, thì mang đến một cái kết quả cho được chất khác biệt. Nó hướng sang chế độ lành mạnh hơn, đúng không nào? Ở đây một điều lưu ý là anthocyanin không thay thế việc chúng ta lựa chọn lối sống lành mạnh khác. Nói đúng hơn thì anthocyanin bổ sung cho những lựa chọn lành mạnh đó. Ví dụ, bạn luyện tập thể dục thì bạn có những cái lợi ích mang lại. Và nếu bạn bổ sung thêm anthocyanin vào cái việc lựa chọn tốt này, thì cái kết quả lại còn vĩ đại hơn nữa. Tất cả những điều này đều hỗ trợ và bổ sung trong việc chúng ta lựa chọn những lựa chọn sống lành mạnh và sử dụng những cái sản phẩm thiết yếu hỗ trợ. Vì vậy, các nhà khoa học tại New Skin của chúng tôi đã làm gì với lại anthocyanin trong 7 năm nghiên cứu đó? Bắt đầu thì chúng tôi thực hiện một số cái nghiên cứu và tôi đề cập rằng một số nghiên cứu mang tính bước ngoặt trên cái con đường nghiên cứu khiến chúng tôi phải suy nghĩ lại về lợi ích tuyệt vời của anthocyanin. Một cái nghiên cứu đã thực sự dẫn chúng tôi đến sự hiểu biết của chúng tôi về anthocyanin ảnh hưởng đến sức khỏe trao đổi chất. Và chúng tôi cần phải làm rất nhiều những nghiên cứu khác để có thể lấp đầy những cái khoảng trống về kiến thức về cái sự hiểu biết về anthocyanin. Vì vậy, chúng tôi tiến hành một loạt các nghiên cứu xem xét những các hóa chất các thành phần hóa học anthocyanin khác nhau và cũng như tác động của anthocyanin đối với cái tác động của một cơ thể khỏe mạnh, trên nghiên cứu về tế bào, trên động vật học, trên con người. Và chúng tôi đã xem xét cả trong tác động về ngắn hạn và dài hạn. Đầu tiên thì chúng tôi phải tìm hiểu về anthocyanin. Cái chữ anthocyanin này thực sự là một thuật ngữ, nó là một họ anthocyanin và có rất nhiều các thành viên khác nhau với những cái phân tử hoạt tính sinh học có liên quan với nhau, có màu từ sắc đỏ đến sắc xanh lam hoặc đến sắc tím. Và chúng tôi đã phân tích hơn 10 loại chiết xuất từ thực vật anthocyanin khác nhau. Và sau đó chúng tôi thực hiện nghiên cứu trên 7 trong số đó. Trong nghiên cứu lâm sàng của chúng tôi như là quả lý chua đen, dâu tây, gạo nếp cẩm, việt quất hoang dại, việt quất đen và trong việt quất thuần hóa hay là nho đỏ. Vậy thì các thành viên nào của họ anthocyanin này đạt hiệu quả cao nhất? Trong nghiên cứu của chúng tôi thì chúng tôi đã đo lường cái mức độ ảnh hưởng của từng loại anthocyanin đối với từng loại tế bào khi mà chúng bị căng thẳng. Và nghiên cứu này đã được thực hiện trong ống nghiệm, nghiên cứu trên cả tế bào và trong cả đường ruột của chúng ta. Và chúng tôi muốn xem là anthocyanin bảo vệ cái việc chống lại tác động tiêu cực của stress như thế nào. Trong cái biểu đồ bạn đang nhìn thấy ở đây là cái thanh biểu đồ càng cao thì loại anthocyanin đó càng có nhiều khả năng bảo vệ. Và nghiên cứu này giúp chúng tôi phát hiện ra hai thành viên trong họ này, đó là nếu bạn tò mò muốn hiểu chúng là ai thì đó chính là anthocyanin và nó có tên cụ thể là cyanidin và delphinidin. Đây là hai thành phần trong họ anthocyanin có khả năng bảo vệ tế bào cao hơn những loại khác. Bạn có thể tìm thấy những cái thanh màu sắc tím cao hơn tất cả những thành khác và chúng đại diện cho cyanidin và delphinidin. Một lần nữa, thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái hiệu quả cao nhất với bảo vệ các tế bào đường ruột. Vì vậy, chúng tôi đã học được rằng loại nào và màu sắc của anthocyanin có thể đóng vai trò quan trọng trong tiềm năng trao đổi chất của cơ thể của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi đang ở một vị thế đặc biệt để lựa chọn những nguồn nguyên liệu chứa nhiều cái anthocyanin hiệu quả cao nhất. Và đó chúng tôi tìm ra ba cái nguồn anthocyanin cao nhất, chính là nho đen, quả việt quất đen và gặm nếp cẩm. Và khi chúng tôi xác định nguồn gốc của anthocyanin tối ưu, thì bước tiếp theo là chúng tôi thực hiện trên những cái mô hình động vật. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu trên những cấu trúc khỏe mạnh ở trên hai cái lĩnh vực chính. Đó là đầu tiên chính là cái tính thẩm thấu ở ruột. Chúng tôi muốn đo lường là liệu có bao nhiêu hợp chất có hại có thể đi thẩm thấu qua đường ruột vào cơ thể của con người và gây nhiễm độc. Chúng tôi muốn xem tính thẩm thấu ở ruột. Chúng tôi muốn kết quả này phải thấp. Vì đó là cái điều chứng tỏ sức khỏe một người đàn ông. Và hai cái biểu đồ hàng đầu này cho thấy rằng anthocyanin đã giúp làm giảm tính thẩm thấu vào đường ruột. Chính xác là những gì mà chúng tôi đang kỳ vọng. Lĩnh vực thứ hai mà chúng tôi đang nghiên cứu thành công đó chính là xem rằng cái tác động vi khuẩn đường ruột. Chúng tôi muốn xem là anthocyanin có làm giảm cái vi khuẩn xấu và làm tăng cái vi khuẩn tốt hay không. Và đó là những gì mà chúng tôi thấy được ở hai biểu đồ ở dưới cùng hiển thị. Là tôi thấy rằng anthocyanin làm giảm cái tỷ lệ vi khuẩn được đo trên biểu đồ bên trái. Và điều này là hoàn toàn tốt, nó thấp hơn là tốt hơn cái biểu đồ này. Vì vậy, nó làm tăng cả khuẩn tốt và làm giảm cả vi khuẩn xấu. Cùng với những cái nghiên cứu khác thì chúng ta nhìn thấy rằng cái biểu đồ này mới chứng rằng anthocyanin bảo vệ cái đường tiêu hóa của chúng ta. Và cho thấy rằng là chúng ta hiểu sâu sắc hơn về anthocyanin hơn bao giờ hết về hoạt động trong cơ thể. Một nghiên cứu khác mà chúng tôi thực hiện để xem xét những cái thông số khác, không chỉ là sức khỏe và tiêu hóa ở chuột, mà ở đây mà chúng tôi nhận được kết quả thật sự rất thú vị. Ở hai cái biểu đồ thanh ở trên cùng này thì cho thấy tác động của anthocyanin đối với chuyển hóa của đường huyết glucose. Cả hai biểu đồ này đều cho thấy rằng anthocyanin cải thiện quá trình chuyển hóa đường huyết.
Và chúng tôi cũng thấy rằng là sức khỏe gan cũng được cải thiện với Ethocyanin. Ở cái hình ảnh màu hồng ở phía dưới cùng là hình ảnh của mô gan. Và các vòng tròn trắng là tế bào mỡ. Càng ít tế bào mỡ thì càng tốt, vì chúng ta không muốn chất béo được tích trữ trong mô gan của mình. Nhưng hình ảnh này cho thấy rằng anthocyanin làm giảm các tế bào mỡ trong gan. Và đây chỉ là một ví dụ về cách mà anthocyanin có thể hỗ trợ bảo vệ sức khỏe của lá gan. Nghiên cứu này cho thấy lợi ích của anthocyanin không chỉ gắn liền với đường tiêu hóa, những cái kết quả mà cho thấy còn nhiều lợi ích hơn như thế nữa, chuyển hóa về đường huyết, về sức khỏe của lá gan, là những dấu hiệu về sinh học cho thấy sức khỏe trao đổi chất tốt hơn, khỏe mạnh hơn. Và những dữ liệu này cho thấy rằng anthocyanin có tác động đến sức khỏe trao đổi chất ở nhiều khu vực của cơ thể. Được rồi, chúng tôi đã có những kết quả tuyệt vời trong nghiên cứu trên ống nghiệm và trên động vật. Vậy thì ở con người thì sao nào? Đây là nghiên cứu mà chúng tôi đã kéo dài trong 8 tuần, thực hiện trên những người trưởng thành. Họ sử dụng anthocyanin cùng với một lượng chất xơ nhỏ và họ là những người khỏe mạnh. Và chúng tôi đo lường những cái thay đổi trong khuẩn đường ruột của họ và cái kết quả được thể hiện trên biểu đồ hình tròn ở đây. Cái tỷ lệ mà bạn có thể nhìn thấy được đó là gì? Là nó thay đổi đáng kể vào cuối nghiên cứu. Và chúng tôi thấy được rằng là cái tỷ lệ này thay đổi thế nào vào cuối kết quả, đó là cái cải thiện về sức khỏe đường tiêu hóa và cái hệ vi sinh vật đường ruột của con người. Chúng tôi cũng đo những cái thay đổi trong việc điều chỉnh cái lượng đường trong máu. Như bạn có thể nhìn thấy cái biểu đồ cột ở đây. Chúng tôi nhìn thấy sự cải thiện đáng kể về mặt thống kê trong phép đo này. Và cái điều này thật là ngạc nhiên bởi vì cái cơ sở ban đầu đã nằm trong phạm vi lành mạnh, nghĩa là đường huyết của họ khỏe mạnh từ lúc đầu các bạn ạ. Vì vậy, thì nó đã đi từ trạng thái khỏe mạnh sang thậm chí còn khỏe mạnh hơn nữa. Và điều này cho thấy rằng, kể cả những người có sức khỏe trao đổi chất, ở người, những người gặp thách thức về cân nặng, v.v. thì họ vẫn có một sự cải thiện ở đây. Cuối cùng, chúng tôi nhận ra rằng, nghiên cứu về ngắn hạn về con người. Trong nghiên cứu này, chúng tôi nghiên cứu trên 25 người trẻ tuổi. Họ khỏe mạnh và họ dùng anthocyanin trong một cái bữa ăn mà họ có ăn rất nhiều chất béo. Và ở đây cho thấy rằng là chỉ một cái liều anthocyanin duy nhất và cái kết quả thật sự rất thú vị. Bạn nhìn thấy trên biểu đồ thanh cho thấy rằng là cái sự giảm đáng kể về tình trạng viêm và tính thấm vào ruột trong cái đường tiêu hóa của họ. Toàn bộ nghiên cứu này cho thấy rằng là những anthocyanin cung cấp bắt đầu gần như ngay lập tức bởi vì chúng tôi có thể đo lường được những cái thay đổi trong ngắn hạn chỉ sau một thời gian dùng. Vì vậy, cái này cũng mang đến những cái nghiên cứu anthocyanin cung cấp tức thời không chỉ trong phản ứng về gluco ngay sau bữa ăn mà nó còn thực hiện tốt trên cả từ ở chuột sang người và thấy rằng là nó thể hiện trên những dấu ấn sinh học rất là rõ ràng trong sức khỏe đường ruột. Chúng tôi đã hiểu về những loại và liều lượng anthocyanin cần thiết để có được những lợi ích sức khỏe chuyển hóa. Chúng tôi phát hiện ra rằng anthocyanin tăng cường sức khỏe trao đổi chất như gluco, insulin, lipid và sức khỏe nội tạng. Và có vẻ như là tất cả những điều này được thể hiện thông qua các ảnh hưởng đến hệ vi sinh của đường ruột, hoạt động của chất chống oxy hóa và hỗ trợ cân bằng viêm lành mạnh. Và anthocyanin hỗ trợ cả sức khỏe trao đổi chất tức thời và lâu dài. Như bạn định thấy trong những nghiên cứu lâm sàng trên con người mà chúng tôi vừa công bố, anthocyanin phần lớn chưa được nghiên cứu về tác dụng của chúng đối với sức khỏe trao đổi chất. Vì vậy, đây là một trong những lĩnh vực nghiên cứu tương đối mới, cái nơi mà chúng tôi có thể khám phá những phát hiện mới và những cái khám phá rất quan trọng. Thực tế là nghiên cứu của những đối tác thứ ba cũng hỗ trợ cho các lợi ích của anthocyanin đối với sức khỏe trao đổi chất trong lĩnh vực nghiên cứu mới này, thậm chí còn khẳng định thêm về lợi ích và việc đưa ra những cái hợp chất quan trọng đúng loại và đúng liều lượng. Trong nghiên cứu của chúng tôi đã tận dụng những cái khoa học này để thay đổi cái quá trình sinh hóa của cơ thể. Và anthocyanin đã hoạt động thông qua việc hỗ trợ cân bằng viêm nhiễm lành mạnh, hỗ trợ hệ thống ở vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh và hoạt động như là chất chống oxy hóa trong cơ thể. Nó có tác động đến khả năng miễn dịch cũng như các cơ quan quan trọng như gan và tim và cải thiện các sự chuyển hóa trao đổi chất. Chúng tôi đã đầu tư 7 năm trong cái nghiên cứu khoa học chuyên sâu về anthocyanin và sức khỏe trao đổi chất. Và đây thật sự là một bước đột phá khoa học mà chúng tôi thể hiện những khám phá tốt nhất trong quá trình nghiên cứu và phát triển của mình. Và chúng tôi tin rằng là cách tiếp cận hoàn toàn mới này sẽ mang lại những cơ hội lớn trong việc cải thiện sức khỏe. Xin cảm ơn tất cả các bạn.